phương thường trụ Tam Bảo. Nghiêm trì hương hoa, cúng dường như pháp, nguyện khói hương thơm này biến mãi khắp mười phương, cúng dường tất cả Phật, tôn pháp các hiền thánh vô biên trong cõi Phật, lợi ích làm Phật sự. Tất cả Phật pháp Tam Bảo tròn đầy khắp nơi, không đâu chẳng có, nguyện khí hương hoa này đồng như pháp tánh, xong khắp tất cả các cõi Phật, cúng dường làm Phật sự, dụng cụ cúng dường tất cả mười phương không lúc nào chẳng có. Hôm nay con xin đem tất cả các hương hoa, anh lạc tràng khoan bảo cái, các trang sức quý báu vi diệu, vô số âm nhạc, ánh sáng đèn nến, ẩm thực, y phục, ngọa cụ, thuốc men, cho đến tất cả những dụng cụ cúng dường trang nghiêm tặng khắp mười phương, hình dung nhớ tưởng, đều cùng chung với tất cả chúng sanh, phụng hiếu cúng dường. Trong các thế giới có người tu cúng dường, hôm nay con xin tùy hỷ, nếu người chưa tu cúng dường, nguyện được dẫn dắt khiến họ tu cúng dường. Lại nguyện thân con nhanh chóng có thể biến đến khắp tất cả cõi nước, ở mỗi nơi có Phật Pháp Tăng, đều dùng tất cả những dụng cụ cúng dường trang nghiêm, cùng với tất cả chúng sanh, phụng hiến cúng dường cho tất cả pháp thân, sắc thân, xá lợi, hình tướng, phù đồ, miếu tháp và tất cả các Phật sự của chư Phật. Cúng dường tất cả pháp tạng và nơi thuyết pháp, cúng dường tất cả hiền thánh tăng chúng, nguyện cùng với tất cả chúng sanh tu hành cúng dường như thế, dần dần được thành tựu lục ba la mật tứ vô lượng tâm, hiểu sâu tất cả pháp bốn tịch tỉnh, không sanh không diệt, một vị bình đẳng, liền niệm thanh tịnh, rốt ráo viên mãn. Cúng dường xong tất cả cung kính, Tam Bảo chư thiên, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi Đản Quá Khứ Thất Phật, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi Đản Quá Khứ Thất Phật, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi Đản Quá Khứ Thất Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đản Ngũ Thập Tam Phật, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đản Ngũ Thập Tam Phật, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đản Ngũ Thập Tam Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi hình tượng, phù đồ miếu tháp, nhất thiết Phật sự. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng, nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng.
tam phụng thỉnh nam mô thập phương nhất thiết pháp tạng, nhất tam phụng thỉnh nam mô thập phương nhất thiết pháp tạng, nhất tam phụng thỉnh nam mô thập phương nhất thiết pháp tạng. Phụng thỉnh nam mô thập phương nhất thiết hiền thánh, nhất tâm phụng thỉnh nam mô thập phương nhất thiết hiền thánh, nhất tâm phụng thỉnh nam mô thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm phụng thỉnh nam mô kiên tịnh tiến bồ tát ma ha tát, nhất tâm phụng thỉnh nam mô kiên tịnh tiến bồ tát ma ha tát, nhất tâm phụng thỉnh nam mô kiên tịnh tiến bồ tát ma ha tát. Nhất tâm phụng thỉnh nam mô biến kiết bồ tát quán thế âm bồ tát ma ha tát, nhất tâm phụng thỉnh nam mô biến kiết bồ tát quan thế âm bồ tát ma ha tát, nhất tâm phụng thỉnh nam mô biến kiết bồ tát quan thế âm bồ tát ma ha tát. Nhất tâm phụng thỉnh nam mô địa tạng bồ tát ma ha tát, nhất tâm phụng thỉnh nam mô địa tạng bồ tát ma ha tát, nhất tâm phụng thỉnh nam mô địa tạng bồ tát ma ha tát, nhất tâm phụng thỉnh phạm thích tứ vương thiên long bát bộ tăng già lâm nội hộ chánh pháp giả nhất thiết thánh chúng, nhất tâm phụng thỉnh phạm thích tứ vương thiên long bát bộ tăng già lâm nội hộ chánh pháp giả nhất thiết thánh chúng, nhất tâm phụng thỉnh pháp thích tứ vương thiên long bát bộ tăng già lâm nội hộ chánh pháp giả nhất thiết thánh chúng. Duy nguyện Đức Thích Ca Tự Phụ, Thất Phật Thế Tôn, Ngũ Thập Tam Phật, tất cả các bậc giác ngộ, tha tâm đạo nhãn, thấy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quan âm đạo tràng, nhiếp thụ chúng con, khiến thành tịnh tín. Duy nguyện Đức Thích Ca Tự Phụ, Thất Phật Thế Tôn, Ngũ Thập Tam Phật, tất cả các bậc giác ngộ, tha tâm đạo nhãn, thấy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quan âm đạo tràng, nhiếp thụ chúng con, khiến thành tịnh tín. Duy nguyện Đức Thích Ca Tự Phụ, Thất Phật Thế Tôn, Ngũ Thập Tam Phật, tất cả các bậc giác ngộ, tha tâm đạo nhãn, thấy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quan âm đạo tràng, nhiếp thụ chúng con, khiến thành tịnh tín. Chiếm sát thiện ác nghiệp báo tổn cân, tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh trọn khắp hư không hiển hiện đạo tràng nhận con cúng dường. Chiêm sát thiện ác nghiệp báo tông cân, tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh trọn khắp hư không hiển hiện đạo tràng nhận con cúng dường. Chiêm sát thiện ác nghiệp báo tông cân, tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh trọn khắp hư không hiển hiện đạo tràng nhận con cúng dường. Kiên tịnh chứng Bồ Tát, biển
Quyến kiến Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát cùng mười phương tất cả hiền thánh, không xả từ bi, lai lâm pháp tọa, thương xót ủng hộ, chứng minh hành pháp của chúng con. Kiên tịnh tiếng Bồ Tát, Viễn kiến Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát cùng mười phương tất cả hiền thánh, không xả từ bi, lai lâm pháp tọa, thương xót ủng hộ, chứng minh hành pháp của con. Kiên tịnh tiếng Bồ Tát, Viễn kiến Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát cùng mười phương tất cả hiền thánh, không xả từ bi, lai lâm pháp tọa, thương xót ủng hộ, chứng minh hành pháp của con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc cứu thế chân thật, là bậc dẫn dắt đại trí tuệ, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi, nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại, tăng trưởng tịnh tiến, đại từ đại bi, không rời bổn nguyện phóng đại quang minh, tròn đại sở nguyện cho con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc cứu thế chân thật, là bậc dẫn dắt đại trí tuệ, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi, nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại, tăng trưởng tịnh tiến, đại từ đại bi, không rời bổn nguyện phóng đại quang minh, tròn đại sở nguyện cho con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc cứu thế chân thật, là bậc dẫn dắt đại trí tuệ, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi, nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại, tăng trưởng tịnh tiến, đại từ đại bi, không rời bổn nguyện phóng đại quang minh, tròn đầy sở nguyện cho con. Thiên Lam và Lam Chân Tể tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng, ngăn các ma chướng thị hiện kiết tường, khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Hộ Pháp Thiên Lam và Lam Chân Tể tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng, ngăn các ma chướng thị hiện kiết tường, khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Hộ Pháp Thiên Lam và Lam Chân Tể tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng, ngăn các ma chướng thị hiện kiết tường, khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Tán lễ Tam Bảo, con nghe trong viện chánh biến tri, ân đức chân thật, chân thân thật vô biên, độ thoát khắp hữu tình, tâm hoan hỷ kính lễ, từng tu vô lượng phước, nay được lễ Thế Tôn, nguyện trong vô lượng kiếp thường tu pháp cúng dường, nhất tâm kính lễ quá khứ tỳ ba thi Phật. Nhất tâm kính lễ thi khí Phật. Phật. Nhất tâm kính lễ cầu lưu tôn Phật. Nhất tâm kính lễ câu na hàm mâu tôn Phật. Tâm kính lễ Phổ Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Phổ Minh Phật. Nhất tâm kính lễ Phổ Tịnh Phật. Nhất tâm kính lễ Đa Ma La Bạch Chiên Đàm Hương Phật.
tâm kính lễ chiên đàng quan Phật. Nhất tâm kính lễ Mani Tràng Phật. Nhất tâm kính lễ Hoan Hỷ Tạng Mani Bảo Tích Phật. Nhất tâm kính lễ Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật. Nhất tâm kính lễ Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Huệ Cự Chiếu Phật. Nhất tâm kính lễ Hải Đức Quang Minh Phật. Nhất tâm kính lễ Kim Cang Lao Cường Phổ Tạng Kim Quang Phật. Tâm kính lễ Đại Cường Tinh Tấn Giảng Mạnh Phật. Nhất tâm kính lễ Đại Bi Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Từ Lực Vương Phật. Kính lễ Từ Tạng Phật. Nhất tâm kính lễ Chiên Đàng Hốt Trang Nghiêm Thắng Phật. Nhất tâm kính lễ Hiền Thiện Thủ Phật. Nhất tâm kính lễ Thiện Ý Phật. Nhất tâm kính lễ Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Kim Hoa Quang Phật. Kính lễ Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. Kính lễ Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Bất Động Trí Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Hằng Phục Chủng Ma Vương Phật.
tâm kính lễ trí huệ tháp Phật. Nhất tâm kính lễ Di Lặc Tiên Quang Phật. Kính lễ Thiền Tịch Nguyệt Anh Diệu Tôn Trí Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Thế Tịnh Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Lăng Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Kính lễ Huệ Tràng Thắng Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Diệu Âm Thánh Phật. Thường quan trọng Phật. Nhất tâm kính lễ Quan Thế Đăng Phật. Nhất tâm kính lễ Huệ Oai Đăng Vương Phật. Kính lễ Pháp Thắng Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Tu Di Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Tu Mai Na Hoa Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Đại Huệ Lực Vương Phật. Nhất tâm kính lễ A Xuất Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Tài Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Kim Hải Quang Phật. Tâm kính lễ Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. Nhất tâm kính
đại thông quang Phật. Nhất tâm kính lễ nhất thiết pháp tràng mãn vương Phật. Nhất tâm kính lễ đông phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm kính lễ đông nam phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm kính lễ nam phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm kính lễ tây nam phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm kính lễ tây phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm kính lễ tây bắc phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Kính lễ bát phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm kính lễ đông bát phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm kính lễ thượng phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm kính lễ thập phương tam thể nhất thiết chư Phật. Nhất tâm kính lễ thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm kính lễ thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm kính lễ thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm kính lễ chim sát thiện ác nghiệp báo cưng biêu diệu pháp tạng. Nhất
tâm kính lễ thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm kính lễ thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm kính lễ thập phương nhất thiết hiền thánh. Tâm kính lễ kiên tịnh kính Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm kính lễ biến kiến Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm kính lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm kính lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm kính lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Con và chúng sanh từ vô thủy đến nay thường bị tội nạn của ba nghiệp sáu căn làm chướng ngại, nên không thấy được chư Phật, không biết sự quan trọng của việc xuất ly sanh tử, thuận theo sanh tử, không biết giáo lý vi diệu. Mặc dù nay đã biết, nhưng do con cùng chúng sanh đều bị tất cả tội nạn làm chướng ngại, giờ đây con đối trước Bồ Tát Địa Tạng Bát Phương chư Phật và người chúng sanh mà quy mạng sám hối. Duyên nguyện Bồ Tát Địa Tạng thập phương chư Phật gia hộ khiến cho con và chúng sanh tội chướng tiêu diệt. Chúng sanh khắp pháp giới đều nguyện đoạn trừ ba chướng, quy mạng sám hối. Con và chúng sanh từ vô thủy đến nay đều do tham ái kiến chấp, trong thì suy tính ngã nhau, ngoài lại thêm bằng xấu, không tùy hỷ người khác dù chút thiện nhỏ. Duyên chỉ có ba nghiệp tạo ra nhiều tội chướng, việc tuy không rộng nhưng ác tâm lan tràn, ngày đêm tương tục không hề gián đoạn, che giấu tội lỗi không muốn người biết, không sợ quả báo trong ác đạo, chẳng có chút hổ thẹn, không đoái hoài nhân quả, cho nên giờ đây một tiên sau nhân quả, hai sanh làm hổ thẹn, ba sanh tâm khiếp sợ ác đạo, 4. Phát lộ sám hối, 5. Đoạn tâm tương phục, 6. Phát tâm bồ đề đoạn ác tu thiện, 7. Thấy lòng sắp tán ba nghiệp, sửa đổi tội nạn trong quá khứ, 8. Tùy hỷ phàm thánh dù chút thiện nhỏ, 9. Nguyện mười phương Phật có đại phước huệ có thể cứu bạc cho con và các chúng sinh đều từ trong biển sinh tử luân hồi đến được vĩnh bài của tam đức. 10. Từ vô thủy đến nay không biết tánh các pháp bốn sẵn không tịch, nên con đã tạo quá nhiều tội ác, nay biết không tịch, cầu đạo bồ đề vì chúng sanh mà đọc tu các điều thiện, đoạn tất cả điều ác. Vì nguyện hay tại tam bảo Địa Tạng Bồ Tát từ bi nhiếp thọ nghe con sám hối. Con đệ tử Nguyễn Đoàn Thảo Nhi chí tâm sám hối. Con và chúng sanh tự tánh thanh tịnh,
Nhất thập cảnh giới đồng thể chư Phật, nhưng do vô minh si ám, huân tập nhân duyên, đang hiện ra cảnh giới hư vọng, khiến chúng con sanh tham trước, chấp trước cái ta của ta, huân tập các ác pháp, sáu căn ba nghiệp tạo nhiều tội chướng, thập ác ngũ nghịch, trọng nạn khinh dạng, giả, giả, chướng tuệ, chướng định, chướng chân, giới phẩm dẫn đến rơi vào biển khổ luân hồi dài lâu, mãi không có ngày ra. Giả như muốn tu hành nhưng quá nhiều nghi chướng, hoặc bị ngoại ma quấy nhiễu, hoặc gặp tà kiến, không đủ trợ duyên, tịnh tiến không thành, hay gặp Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nói lời nhẹ nhàng an ủi, mở đám mây đen mê hoặc, tụt tẩy âu lo trăm trăm con, cầu ai sám hối, duyên nguyện thập phương chư đại từ tôn, chính tri hộ niệm, nay con sám hối không tạo lại nữa, nguyện con cùng tất cả chúng sanh, nhanh chóng trụ diệt, từ vô lượng kiếp đến nay, thập ác tự trọng ngũ nghịch điên đạo tư bán tam bảo tội nhất diễn đề tội tánh như vậy vốn là không tình nhưng tự hư vọng mà khỏi tâm điên đạo phải thật sự có định huống chi là chứng đắc nguyện tất cả chúng sanh nhanh chóng đạt được tâm ban đầu vĩnh viễn diệt trừ tội can sám hối xong quy mạng lễ tam bảo. Chính thỉnh nguyện con đệ tử Nguyễn Đoàn Thảo Nhi chí tâm khuyến thỉnh nguyện tất cả Bồ Tát trong mười phương nếu chưa thành chánh giác nguyện nhanh chóng thành chánh giác, nếu đã thành chánh giác nguyện thường trụ tại thế chuyển chánh pháp luôn không nhập niết bàn. Nguyện thỉnh xong quy mạng lễ tam bảo. Phát tùy hỷ nguyện con đệ tử Nguyễn Đoàn Thảo Nhi chí tâm tùy hỷ nguyện con và tất cả chúng sanh rốt ráo bệnh viện xa bỏ tâm đố kỵ ở trong ba đời tất cả cõi nước có tu học hay thay công đức cho đến những sự thành tựu con đều tùy hỷ. Tùy hỷ xong quy mạng lễ tam bảo. Hướng nguyện đệ tử con Nguyễn Đoàn Thảo Nhi cùng đại chúng chí tâm hồi hướng nguyện đem tất cả công đức mà con tu được làm lợi ích cho tất cả chúng sanh cùng hướng đến trí Phật đến thành niết bàn. Hồi hướng sau quy mạng lễ tam bảo. Phát nguyện thêm và đoan tọa tịnh thất xưng địa danh danh hiệu con đệ tử Nguyễn Đoàn Thảo Nhi chí tâm phát nguyện nguyện thập phương tam bảo địa tạng từ tôn thương xót hộ trì cứu bạc chứng chỉnh tế khiến cho thế giới này tiêu trừ thiên tai động loạn chánh pháp lưu thông tất cả đều sanh tịnh tiến không gặp các chướng ngại vĩnh viễn đoạn trừ ma đạo và tà trí tà kiến con và chúng sanh nhanh chóng diệt trừ trọng tội hiện đời xa lìa sầu bi khổ não cuộc sống sung túc tạm tu giới can rốt ráo thanh tịnh hai loại quán đạo ứng niệm hiện tiền tam bộ thẩm trì thần thông phương tiện tự nhiếp lục độ không gì mà chẳng thành liễu ngộ tự tâm nhắc thật cảnh giới bỏ thân khỏi thế giới này xin ở chúc Phật diện phụng Di Đà thân cộng chư Phật được Phật thọ ký trở lại trần lao phổ độ quần mê đồng quy bị tạng phát nguyện xong quy mạng lễ tam bảo. Tự quy y Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Tự quy y Pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Đương nguyện chúng sanh thống lĩnh đại chúng nhất thiết vô ngại hoài nam thánh chúng.
Sammo di soha.